Có vẻ như sau bao nhiêu ngày chờ đợi của anh em game thủ thì cuối cùng chúng ta cũng đã nhận được một phiên bản RTX với đuôi là 50, cụ thể là RTX 3050, điều mà mẫu RTX 2000 series không có. Việc layout sản phẩm tầm trung của NVIDIA được phủ cực kỳ kín. Chúng ta có những mẫu card họa từ GTX 1050 Ti, GTX 16 series cho tới những cái dòng RTX 20 và 30 series. Vậy thì việc để cho RTX 3050 ra mắt và chen chân được một vị trí nào đó vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn. Và liệu RTX 3050 có phải là một món hời hiệu năng để dành cho em game thủ hay không khi mà chúng ta so với những mẫu card họa khác? Đầu tiên thì mình sẽ nói về vấn đề mức giá. Vào thời điểm hiện tại là khoảng tháng 2 năm 2020, mình check được đó chính là RTX 3050 có mức giá bán lẻ là khoảng từ 11 triệu đồng cho đến 14 triệu đồng. Thì có vẻ như đây sẽ là một mức giá dễ thở so với hầu hết những anh em game thủ. Kể từ lúc RTX 3060 được NVIDIA cho ra mắt thì đã để ra một dấu hỏi cực kỳ lớn trong lòng anh em game thủ, đó chính là về phần hiệu năng so với mức giá thì liệu RTX 3060 có thực sự ấn tượng hay không. Cái đấy thì đến bây giờ vẫn có nhiều người gây tranh cãi nên thôi chúng ta sẽ bỏ qua. Quay trở lại với RTX 3050 thì có vẻ như NVIDIA cũng đưa ra một cái dấu hỏi mình thấy cũng là tương tự. Về mặt hiệu năng khi so với các cái gọi là các thế hệ trước đi thì sẽ có một truyền thống, đó chính là thế hệ sau sẽ mạnh hơn thế hệ trước một bậc, tức là cái dòng 50 này sẽ phải mạnh tương đương hoặc là hơn một chút khi so với thế hệ 60. Thì đằng trước thì các bạn sẽ quan tâm đến là liệu RTX 3050 có mạnh hơn RTX 2060 hay không, thì chắc chắn là không, RTX 3050 không hề mạnh hơn khi so với RTX 2060, mà cái hiệu năng của 3050 đây thì mình nghĩ sẽ là tương đương khi so với những cái dòng GTX thì đúng hơn. Vậy thì để đặt được lên bàn cân RTX 3050 thì hiện tại mình đang có một số những mẫu card họa, đó chính là GTX 1660 Ti và RX 6600 với có mức giá khá là tương đương và chênh lệch nhau không quá nhiều, khi mà hầu hết các phiên bản đều chênh nhau khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng, cũng là một mức giá mà nhiều anh em game thủ gọi là đáng để cân nhắc. Về mặt thông số thì có vẻ như RTX 3050 nhỉnh hơn khi so với GTX 1660 Ti, thậm chí là so với RX 6600 thì cũng có nhỉnh hơn một chút về hầu hết những cái phương tiện ở trên giấy tờ. Đó chính là những cái thông số mà hầu hết những người dùng trước khi mua họ đều tham khảo, nhưng thực tế sử dụng thì vẫn hơn một chút. Chúng ta yêu cầu là khi mà chơi game hay làm việc thì thực tế vẫn là đặt lên hàng đầu. Yếu tố mà mình muốn nói tới đầu tiên ở đây đó chính là về phương diện điện năng hay là nguồn điện cung cấp. Thì đối với GTX 1660 Ti và RX 6600 đều yêu cầu một bộ nguồn là từ 450W công suất thực trở lên. Riêng đối với RTX 3050 là yêu cầu cao một chút, đó chính là những bộ nguồn từ 550W trở lên. Thực tế ra là cả 3 mẫu card đồ họa mình mang tới trong video ngày hôm nay thì đều sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin. Và theo cái quá trình trải nghiệm của mình, theo như mình thấy thì anh em nếu mà muốn mua về và sử dụng thì chỉ cần những bộ nguồn 500W trở lên và bắt buộc phải là công suất thực, những bộ nguồn xịn thì hoàn toàn có thể gánh được cực kỳ tốt. Còn nếu như anh em nào mà lo ngại quá về vấn đề điện năng thì hoàn toàn có thể sử dụng bộ nguồn cao hơn. Đối với RTX 3050 và GTX 1660 Ti, ở trong hầu hết những bài test thì đều cho cái mức điện năng tiêu thụ là tương đồng nhau, đều khoảng từ 110W cho đến cao nhất là gần 130W. Tuy nhiên, đối với RX 6600 thì câu chuyện hơi khác một chút khi mà cái mức điện năng tiêu thụ bị lốc lại ở 100W. Nếu như anh em check ở trên trang chủ thì RX 6600 sẽ cho mức điện năng tiêu thụ mình nhớ không nhầm là khoảng 125W. Thì cái vấn đề lốc điện lại là do cái vấn đề phần mềm, và mình đã update phần mềm mới nhất rồi và vẫn bị lốc điện ạ. Nhưng thôi, bỏ qua vấn đề một chút. Thì khi mà trải nghiệm sâu hơn một chút thì câu chuyện mình thấy là có kết quả khá là vui đấy. Thì với những cái tựa game mà các bạn thấy ở đây thì đều là những cái tựa game có benchmark, thế nên kết quả sẽ là cực kỳ chuẩn xác và khả năng tối ưu của những cái tựa game đấy cũng cực kỳ ấn tượng, với kể cả những phần cứng mới và cũ thì đều cho cái mức hiệu năng là khá là ổn. Thì đối với RTX 3050 thì sẽ có cái hiệu năng gần như là tương đồng khi so với GTX 1660 Ti. Ở một số các cái tựa game khác thì RTX 3050 cho cái mức hiệu năng cao một chút khi so với GTX 1660 Ti. Còn đối với RX 6600 thì có vẻ như 3050 không thuộc chung phân khúc với RX 6600. 3050 chắc chắn là sẽ yếu hơn khi so với RX 6600. Điều này thì cũng là dễ hiểu thôi, bởi mức giá của RX 6600 nhỉnh hơn một chút khi so với 3050.
và mình sẽ có thêm một cái lời giải thích nữa chuẩn xác cho việc đó chính là vì sao cái hiệu năng của RTX 3050 lại không thể nào mà có thể gây một cái ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ được. Bởi vì cái mức giá đề xuất nhá, cái mức giá mà cho chính NVIDIA đề xuất ấy là của RTX 1660 Ti và RTX 3050 đều khoảng chừng là dưới $300 ở nước ngoài, tính là chưa thuế. Thì là khi về Việt Nam thì mức giá sẽ khác một chút. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã biết được là hầu hết những cái bác nông dân ưa mang cạc đi cày thì đều ưa chuộng cạc của NVIDIA cả. Mà khi những cái mẫu cạc của NVIDIA bị mang ra cày nhiều quá thì sẽ gây ra cái tình trạng thiếu hàng và làm cho những sản phẩm của NVIDIA tăng giá lên, làm cho cái P/P của sản phẩm không thực sự là ấn tượng. Và đó là những gì nhận xét của mình liên quan đến mẫu cạc họa, đó chính là RTX 3050 mới nhất của NVIDIA. Ý kiến của mọi người như thế nào? Đừng quên để lại ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.